Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của Gỗ Long Ly. Như mọi người thấy thì hiện tại em mới bàn giao xong một bộ sản phẩm sofa góc chữ L nguyên khối chất liệu gỗ hương đá mọi người nhé. Và nếu mà ai chưa có kinh nghiệm về dòng sản phẩm nguyên khối thì trong clip ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với mọi người cách để chúng ta có thể lựa chọn ra được một sản phẩm đẹp, cũng như là những cái lưu ý mà nhất định là chúng ta phải khắc phục trên những sản phẩm sofa nguyên khối. Và đầu tiên không nói nhiều nữa thì như mọi người thấy đây là một bộ sản phẩm mới dựng xong thì em sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Với những sản phẩm sofa nguyên khối ấy, thì đa phần là mọi người sẽ rất ít khi để ý những cái phần chân đế. Đa phần là mọi người sẽ gần như sẽ không tập trung vào nó. Nhiều người nghĩ rằng nó chỉ là những cái thành phần mà rất là nhỏ, nhưng thực sự nó cực kỳ là quan trọng mọi người nhé. Bởi vì sao em Long lại nói như vậy? Với những sản phẩm đế như là đế của chân này, đế của chân này, đế của chân này, đế của bàn ở bên dưới này, đế đa bên dưới này, cũng như là đế chân của tấm mặt bàn, thì với những hàng phổ thông đa phần là người ta sẽ làm theo kiểu ghép vào chỉ. Nhưng mà em sẽ phân tích cho mọi người tại sao chúng ta sẽ không nên làm như vậy. Với những sản phẩm mà gỗ sofa nguyên khối đa phần là những phần chân đế như này, với hàng phổ thông thì người ta hay ghép vào đây, hay ghép một đường đây. Thứ nhất là nó sẽ không đảm bảo đến cái tính thẩm mỹ. Khi mà chúng ta ghép chân thì bao giờ cái màu nó sẽ lệch và nó sẽ không bao giờ được hài hòa, nó sẽ không bao giờ được đồng nhất, trông rất là gai mắt. Và với những sản phẩm bên gỗ Long Ly thì mọi người hãy để ý đây, tất cả những phần đế, từ đế chân, đế bàn, đế đến đế của đôn, tất cả sẽ đều liền hết, liền luôn với yếm đây. Như mọi người thấy đây, tất cả ở đây sẽ đều là đế liền luôn với cả yếm, nó không hề có bất cứ một cái vết ghép nào cả. Và khi mà làm như này, thứ nhất là nó đảm bảo về cái tính thẩm mỹ, nó rất là liền mạch. Và thứ hai nữa, nó sẽ đảm bảo cho mọi người cái độ chắc chắn của sản phẩm, bởi vì cái phần đế này là một trong những cái thành phần mà chịu lực cực kỳ là nặng của tất cả những thành phần nguyên khối ở bên trên. Nên là nếu mà làm được liền ấy, thì mọi người hay nên ưu tiên yêu cầu cái xưởng sản xuất làm liền cho mọi người. Thứ hai nữa là phần đế của cái mặt bàn. Đây là một tấm nguyên khối. Và bình thường hàng phổ thông ấy thì em thấy rằng rất là nhiều xưởng người ta hay ghép đôi để người ta tiết kiệm cái độ rộng của bản gỗ. Bởi vì với những thằng gỗ quý nhá, bao giờ bản gỗ càng rộng thì giá thành nó lại càng cao. Nên là gần như là tất cả những cái điểm ở bên dưới này mọi người ít để ý, người ta sẽ hay ghép đôi. Nhưng mà khi mà chúng ta ghép đôi ấy thì nó sẽ có một cái có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng một vài năm, gỗ nó co ngót theo cái nhiệt độ môi trường, nó co ngót thì nó kiểu gì tất cả những cái mố nối, tất cả những cái đường ghép nó sẽ bị hở ra. Và mọi người phải bảo trì, bảo hành rất là mệt, rất là tốn công. Và tiếp đến đó chính là cái đế của cái bàn, đế của cái phần chân bàn, đế của phần chân bàn. Đây là chính là phần đế của phần chân bàn này. Em cũng sẽ là làm liền luôn một miếng, liền luôn một miếng. Và bình thường nếu mọi người không để ý, đa phần là hàng phổ thông ấy, thì người ta sẽ hay ốp theo kiểu phao chỉ, ốp vào phần chân đế nguyên khối. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng một vài năm, cái phao chỉ nó cũng sẽ co. Và tất cả những cái phần mố nối ở đây, tất cả những cái phần mố nối ở đây thì nó sẽ đều co ngót hết lại, và nó hở rất là khó chịu. Và một điểm nữa là khi mà chúng ta đính phao chỉ ấy, thì gần như là tất cả đây sẽ đều có vết đinh. Và đấy là những cái lỗi nhỏ nó rất là khó chịu, đáng nhẽ là chúng ta có thể khắc phục được. Nên là em khuyên mọi người hãy yêu cầu xưởng sản xuất làm luôn cái phần đế ở bên dưới, cũng sẽ liền mạch luôn. Và về mặt kỹ thuật, có những xưởng như em thấy đa phần là với hàng nguyên khối nặng như này, người ta gắn chết vào, người ta gắn chết hoàn toàn luôn. Nên là khi mà vận chuyển đến nhà mọi người, nhiều khách hàng có nhu cầu về những sản phẩm nguyên khối nhưng mà sợ độ nặng của sản phẩm, nên là đa phần mọi người sẽ rất khó trong cái vấn đề mà di chuyển khi mà nhà mọi người có việc. Nhưng mà với những sản phẩm bên gỗ Long Ly, tất cả sẽ đều có mộng và gần như là tháo rời hoàn toàn. Tất cả đây sẽ đều là mộng đứng, khi mà đặt đúng vị trí thì tự động cái tựa này sẽ sập xuống bên dưới, thì như vậy mọi người sẽ có một sản phẩm mà thực sự nó cực kỳ là bền, nó cực kỳ là chắc và rất là linh động khi mà nhà mọi người có việc. Thậm chí phần tay này, phần mặt này, phần quay bên dưới này, tất cả đều tháo rời, mọi người cứ nhấc thẳng lên là nó sẽ ra thôi. Và đây là một điểm mà rất là hay của những sản phẩm bên gỗ Long Ly. Thậm chí kể cái mặt bàn này nhá, cái mặt bàn này nhiều người hay nghĩ rằng là em sẽ khoan vít lên trên, khoan vít bên trên, nhưng thực tế tất cả mặt bàn này em không hề khoan một cái vít nào cả, không hề khoan bất cứ một cái vít nào cả. Nhưng mà để làm sao chúng ta có một cái bàn mà nó chắc như này đó, thì em với gỗ Long Ly em sẽ tận dụng cái độ nặng của sản phẩm. Với những cái tấm bàn như này thì đa phần là mọi người hay nghĩ rằng em sẽ khoan từ bên dưới lên, nhưng thực ra ấy, cái mặt bàn này em sẽ không hề động bất cứ một cái vít nào cả, và em sẽ tận dụng luôn cái độ nặng của mặt bàn này đè xuống cái tấm bên dưới. Nhưng mà để làm sao để tạo nên cho mọi người một cái cảm giác nó chắc như này, đẩy nó không đi, thì đây sẽ là bí quyết này. Như mọi thế này, đây ở đây nó sẽ có một cái núm này, nó sẽ ma sát với cái mặt bàn ở bên trên. Khi mặt bàn này nó nặng thì cái núm này nó cực kỳ là chắc. Đây là một đặc điểm mà cực kỳ là nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ giữ lại cho người cái giá trị của tấm mặt bàn. Bởi vì với những tấm nguyên khối này nó đã rất là hiếm rồi, nó rất là hiếm rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ cần động đinh vít hay là chúng ta khoan lên đây, nó sẽ làm mất đi cái giá trị khi mà chúng ta bán lại.
Nên là nếu mà không cần phải khoan, nếu mà những cái thành phần mà không cần phải động đến búa, vít thì em sẽ để nguyên cho mọi người, để mọi người có những thành phần gỗ nó giá trị nhất có thể. Và mọi người có thể nhìn tổng thể lại một lần nữa này. Đương nhiên là trong clip này thì em đang quay bằng điện thoại ấy, nên nó sẽ không thật màu đâu. Đây, nó sẽ không phải thật màu, nó đều, thực ra đây là một cái màu cánh gián nó rất đẹp, nhưng mà vào điện thoại của em thì nó sẽ chuyển thành màu vàng ấy. Nó sẽ không đúng màu cho lắm. Nhưng mà em hy vọng rằng là mọi người có thể cảm nhận được cái tâm huyết cũng như là cái chất lượng sản phẩm bên Gỗ Long Ly. Và cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi, tin tưởng cũng như là ủng hộ kênh của Gỗ Long Ly. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong các clip sau. Xin chào.